Ba người một mối tình. Nguồn: Lan Vi. Giới thiệu truyện: Phương Linh và Kiên đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, không có tình yêu. Hai người dự định sẽ chung sống một năm rồi ly hôn vì Kiên đã có một người để yêu là cô thư ký Nhật Lệ. Còn Linh thì cho rằng cuộc hôn nhân này không có kết quả. Thế nhưng càng chung sống, Linh lại càng nhận ra cô có tình cảm với Kiên. Lúc này, mối quan hệ giữa ba người trở nên phức tạp khi Nhật Lệ chứng kiến Linh và Kiên hôn nhau đám đuối. Chuyện gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ ba người này? Nhật Lệ và Kiên sẽ đến với nhau hay Kiên sẽ chia tay mối tình với cô thư ký để ở bên Linh? Mời các bạn cùng lắng nghe. Đã là 1 giờ sáng, Phương Linh lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Màn đêm thật hiu quạnh. Cô chằn trọc chờ mình qua lại, trong người như có cảm giác khó chịu khiến cho cô chẳng thể nào ngủ được. Phương Linh ngồi dậy, cô xỏ dép bước về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là một tờ giấy phẳng phiu đã bị ai đó viết vào: đơn ly hôn. Phương Linh đứng lặng người một lúc rất lâu rồi cô quyết định cầm theo tờ đơn và bước ra khỏi phòng. Phương Linh đến trước một cánh cửa màu nâu trầm giống như màu sàn. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào cánh cửa ấy như muốn nhìn xuyên qua cả lớp gỗ dày để biết được khung cảnh bên trong, hay nói chính xác hơn là con người ở bên trong. Cô cứ đưa tay lên rồi lại rụt tay về như phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng cô vẫn chọn cách lên tiếng: Kiên, anh còn thức không? Dường như ngay lập tức cánh cửa được mở ra, đứng trước mặt cô là một người đàn ông mà cô đã chung sống hơn 1 năm trời. Anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp mã và cao ngạo đến vậy. Anh đặt tay lên thành cửa, đôi môi mím chặt nhìn cô, hình như anh đang chờ đợi một điều gì đó từ phía cô. Sao thế? Phương Linh rụt rè, em có chuyện muốn nói với anh. Để mai không được à? Phương Linh cũng nghĩ nên để đến mai, nhưng nhìn thấy anh rồi cô lại nghĩ mình không thể nào tiếp tục đợi được nữa. Cô liền đưa tờ đơn ra trước Kiên, nhìn anh quyết liệt. Anh có thể ký giúp em không? Tuy câu này nghe có hơi ngược đời, nhưng đúng là cô đang cầu xin hãy ký đơn ly hôn giúp cô. Kiên nhìn xuống tờ đơn ly hôn, trong mắt anh nóng ran lên. Vậy là cô ấy cũng đã quyết định. Anh cũng biết điều này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Chúng ta cũng đã hơn 1 năm nay. Em xin anh, Kiên, hãy cho em đi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không có tình yêu. Có gì vào phòng rồi hãy nói. Anh không đợi cô đồng ý đã quay người đi vào bên trong. Anh luôn là người không bao giờ để cho người khác có quyền quyết định. Phương Linh thở dài, đành vậy, đêm nay còn rất dài, cho nên cô quyết định theo anh vào bên trong. Đây là căn phòng của anh, cũng là phòng làm việc. Từ ngày cưới nhau về, hai người chưa từng ngủ chung. Anh để cho cô một căn phòng rất đẹp và lớn, nội thất toàn là những đồ đắt tiền. Còn anh thì ở một căn phòng sang trọng không kém, chỉ là đồ đạc tối giản hơn, ít hơn cô. Phương Linh ngồi xuống một chiếc ghế đối diện anh, cô không dám nhìn anh mà chỉ giả vờ nhìn qua vai anh. Kiên đọc tờ đơn của cô một lần nữa, anh đang cân nhắc điều gì, chuyện chia tài sản. Không, cô không cần tài sản của anh. Dù cho nó lớn đến nỗi cô có làm cả đời cũng chẳng kiếm đủ một góc. Cô cũng không cần anh cho cô cái gì cả, cô chỉ muốn đi khỏi nơi đây thôi. Kiên ngẩng lên nhìn Phương Linh, trái tim cô đập trượt đi một nhịp vì cái nhìn ấy. Em sẽ đi ngay bây giờ, phải không? Nếu anh ký nó. Kiên lặng đi 2 giây, cuối cùng anh gật đầu. Được, anh sẽ ký. Không để cô phải chờ đợi lâu, Kiên đã lấy ngay một cây bút gần đó và ký cho cô. Vậy là ước nguyện của cô đã được hoàn thành. Nhưng tại sao trong lòng cô lại không vui vì điều đó? Cô biết mình đang làm đúng, biết mình đang cố gắng để bản thân có thể thoát khỏi mớ bỏng bong mà mình đang mang này. Như sao có gì đó như muốn ngăn cản cô lại. Về chuyện tài sản, em không cần gì cả. Thế còn chuyện bố mẹ chúng ta, có lẽ sẽ phải giấu một thời gian. Kiên không ngạc nhiên khi Phương Linh nói vậy, anh gật đầu chẳng muốn đôi co. Được, tùy ý em. Đồ đạc của em chắc là đã sắp xếp đủ cả rồi, Kiên nói tiếp. Phương Linh cúi đầu. Vâng. Kiên nhếch môi cười. Nhanh thật. Phương Linh không nói gì, cô cầm tờ đơn ly hôn rồi vội vàng ra khỏi phòng. Đến giữa hải lang rộng lớn, lần đầu tiên cô biết nơi này vốn không dành cho mình, vậy mà trước giờ cô lại cố chấp gạt bỏ đi điều ấy. Linh, giọng của anh vang lên khóc ca nhà. Phương Linh quay lại nhìn anh, giữa cô và anh sẽ không còn là khoảng cách từ phòng người này sang phòng người kia nữa,
mà có thể sẽ là một khoảng cách vô biên. Kia nói, đừng về một mình, Tuấn sẽ đưa em về. Tuấn là tài xế riêng của Kiên, đã làm cho Kiên được 5 năm nay. Anh ta là một tài xế rất tốt, không quá nhiều chuyện dù biết nhiều chuyện. Phương Linh gật đầu, cô không muốn từ chối vấn đề nhỏ này, dù sao đó cũng là một ý tốt của anh. Vâng, cảm ơn anh. Tuấn đã đợi sẵn ở dưới nhà, anh ta giúp cô cất đồ đạc vào trong xe. Phương Linh thẩn người ra nhìn Tuấn nhanh nhẹn chuyển đồ. Cô không có quá nhiều đồ đạc ở ngôi nhà này, bởi tất cả đều là của Kiên. Rời khỏi đây cô chỉ có hai vali quần áo, những bộ quần áo đắt tiền mà Kiên mua tặng, cô để lại. Không phải cô kiêu căng gì cả, nhưng cô nghĩ đây là một phép lịch sự. Phương Linh ngẩng đầu nhìn Kiên đứng ở trên ban công cũng đang nhìn xuống mình. Rốt cuộc thì anh đang suy nghĩ điều gì? Anh luôn lạnh lùng và không coi cô là gì cả. Lời cầu hôn anh đưa ra một năm trước chỉ là lời đề nghị. Cuộc hôn nhân này chính xác là một bản hợp đồng giữa anh và cô. Không có tình yêu, không có giai đoạn tìm hiểu. Hai người gặp nhau trong một giờ và hơn một giờ sau thì xuất hiện tại Ủy ban Nhân dân phường để làm thủ tục kết hôn. Kiên quan sát chiếc xe ô tô dần đi khuất và màn đêm thăm thẳm. Anh và cô xa nhau cũng nhanh như lúc họ đến với nhau vậy. Không cần phải bắt đầu, không cần quá nhiều công đoạn rườm rà như là cái vã, mâu thuẫn. Cứ thản nhiên đến mức nghĩ mọi chuyện xảy ra như một lẽ thường tình. Kiên quay người đi vào bên trong, anh có cảm giác ngôi nhà này như càng rộng lớn ra thêm. Một năm chung sống với nhau như những người xa lạ, rốt cuộc thì họ đang làm gì cuộc đời mình thế này? Đột nhiên, lúc ấy Kiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nói bằng một giọng ngọt ngào. Em có thể đến chỗ anh được không? Sau khi ly hôn, Phương Linh quyết định đi du lịch, cô sẽ không nói gì với bố mẹ hết. Họ nên biết đây là một cuộc hôn nhân chết ngay từ khi mới bắt đầu. Phương Linh và Kiên được hứa hôn từ nhỏ, bố mẹ cô và bố mẹ anh vốn chơi rất thân với nhau. Nhà cô tuy không giàu có, nhưng lại là một gia đình trí thức danh tiếng. Một năm trước, bố mẹ Kiên từ bên Mỹ về nước để nói chuyện kết hôn cho hai người. Lúc ấy Phương Linh mới biết số phận của mình đã được định đoạt từ khi chưa sinh ra. Sau đó cô bị ép đi gặp Kiên, anh ấy là người đẹp mã, nhưng tâm hồn thì khô cạn hết sức. Buổi gặp kéo dài gần một tiếng mà hai người không nói gì nhiều. Chỉ vì Kiên phải ngồi giải quyết công việc và nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó. Đây là điều khiến Phương Linh không thích anh từ ngày lần đầu tiên gặp mặt. Khi cô đứng dậy bỏ đi thì anh bất ngờ nắm tay cô kéo lại. Anh liếc nhìn cô như một cái, như để nói đợi tôi, rồi chủ tâm nói chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia. Không, con số đó không nói lên được điều gì cả. Chúng ta phải hết sức bám lấy hạng mục lần này. Anh nắm tay cô phải đến 15 phút đồng hồ. Câu chuyện của anh cứ giải miên man bất tận. Những người trong quán cà phê bắt đầu nhìn hai người bằng một đôi mắt kỳ lạ. Phương Linh chán nản, không phải là cô không muốn đi, mà là vì phép lịch sự, nó đã như ăn sâu vào máu thịt của cô. Từ nhỏ cô đã luôn được dạy khi người khác đang nói chuyện thì đừng cố gắng xen vào. Có thể người khác nghĩ rằng cô đang thái quá, nhưng đúng là cô không muốn lên tiếng khiến công việc của anh bị ảnh hưởng. Sau xuôi, Kiên đứng dậy, anh dắt cô ra ngoài khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đi đâu đấy? Kiên quay lại nhìn cô rất thản nhiên. Tôi tưởng bố mẹ đã nói rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Ý anh là bây giờ sao? Kiên nhìn đồng hồ. Ừ, bây giờ, tôi không có thời gian nhiều lắm đâu, chúng ta chỉ có một giờ thôi. Em bị điên à? Phương Linh thốt lên, tại sao tôi phải kết hôn với anh vào lúc này chứ? Thế cô đến gặp tôi làm gì? Kiên cười. Chỉ muốn xem tôi và anh có hợp nhau hay không. Kiên tiến đến, Phương Linh lùi lại. Anh ta trở nên đều cá hơn bao giờ hết. Đó là lần duy nhất Phương Linh thấy Kiên là một người biết đùa. Tôi trong mắt cô kinh khủng lắm hả? Phương Linh nhìn qua chỗ khác. Không phải, chỉ là anh có thể đứng xịt ra một chút được không? Kiên đứng lùi ra theo ý cô. Anh nói, tôi biết chúng ta sẽ chẳng hợp nhau đâu. Buổi hẹn này đã cho kết quả ngay từ lần đầu tiên rồi. Nhưng mà chúng ta không thể làm trái ý các cụ được, cho nên tôi muốn bàn với cô một kế hoạch. Kế hoạch ư? Chúng ta sẽ sống với nhau một năm rồi ly hôn. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, cô vẫn nghĩ rằng nó hoàn toàn nhẹ nhàng và chẳng có gì phải lo nghĩ về cuộc hôn nhân này. Dù sao thì hai người cũng chẳng yêu nhau, chẳng thể nhau tốt đẹp ở điểm gì. Nhưng bố mẹ đôi bên lại luôn muốn làm thông gia của nhau. Vậy thì cứ dặn về ở với nhau. Anh làm việc của anh, cô làm việc của cô. Đến hạn thì hai người sẽ làm một cuộc ly hôn.
Cô không phải là người sợ ly hôn hay sợ người ta rẻ pha chuyện ly hôn của mình thì có gì mà không dám cưới anh. Nhưng cưới Kiên về rồi, điều khiến cô khó chịu không phải là Kiên quá lạnh lùng, không phải là Kiên quá bận rộn, càng không phải là chuyện Kiên không yêu cô, mà anh công khai yêu một người phụ nữ khác trước mặt cô. Cô ta là thư ký của anh, tên Nhật Lệ. Hàng ngày ở cơ quan, hai người ở bên nhau sớm tối. Anh ít khi về nhà, thường sẽ qua nhà cô ta. Lúc đầu Phương Linh cũng chẳng có gì khó chịu vì nghĩ hai người chỉ đang thực hiện một cuộc hôn nhân hợp đồng. Nhưng càng ngày, người phụ nữ đó càng khiến cô khó chịu. Cô ta về nhà của cô, ngồi ăn cơm với vợ chồng cô. Sau đó hai người sẽ vào phòng của Kiên, làm việc hay làm gì đó khác thì cô không biết. Cô ta lúc nào cũng kể chuyện về Kiên cho cô nghe, mỗi lúc hai người ở riêng. Mà điều nực cười nhất ở đây là Nhật Lệ luôn miệng nói rằng: "Ôi, không biết khi nào hai người mới ly hôn nhỉ, người lớn lắm chuyện thật đấy, chả hiểu ông nào nghĩ ra cái trò hứa hôn này, làm cho bao nhiêu người phải khổ." Chính vì sự vô ý của Nhật Lệ mà Phương Linh đã từng nghĩ đến chuyện không muốn ly hôn với Kiên. Nhưng Kiên thật biết cách khiến cho người ta muốn chạy xa, anh quá khô khan, lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô, không bao giờ để cô có manh nha nghĩ rằng hai người sẽ có tình cảm. Tuy nhiên, cô biết đó không phải lý do khiến cho người ta ly hôn. Lý do chính đáng để ly hôn chính là cô không muốn mình sẽ trở thành một người thứ ba. Cô nhận ra mình dần dần thích người đàn ông này. Cô khó chịu khi thấy Nhật Lệ, cô khó chịu khi Kiên cứ đi mãi không về. Cô muốn anh được vui, cô muốn anh nói chuyện dịu dàng hơn với cô. Cách đây 2 tuần, Kiên và Nhật Lệ sợ nhau, anh rủ cô uống rượu. Phương Linh không nghĩ gì nhiều, cô chưa bao giờ thấy anh ấy buồn như vậy. Lúc đó đáng ra cô nên nói rằng cô muốn ly hôn, để không phải thấy con người thật của anh là một người sống tình cảm và nội tâm. Không phải là anh lại lùng hay chẳng ga lăng với phụ nữ, anh chỉ đang cố gắng tránh xa tất cả để bảo vệ tình yêu của mình thôi. Đêm hôm ấy hai người say, cô biết rằng mình có lỗi, nhưng khi anh hôn cô thì cô lại chẳng thể làm gì khác được. Trong cơn say, anh bảo: "Nhật Lệ, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh không nên chơi đùa với tình yêu của chúng mình như vậy." "Anh chơi đùa cái gì?" Phương Linh cố gắng hỏi. Anh bắt đầu hôn vào cổ cô và có lẽ là muốn hơn nữa. Những lời nói dần dần bị cái hôn nuốt trôi đi. "Anh không nên cưới cô ấy, anh có tội." Phương Linh thần người ra, cô để mặc anh, suy nghĩ cứ trôi miên man phủ định. Cho đến khi một tiếng nói từ đằng sau cất lên: "Hai người đang làm gì vậy?" Đó là một tình huống trớ trêu nhất mà Phương Linh nghĩ ông trời ban cho cuộc đời cô. Nhân tình đi bắt quả tang người yêu của mình san díu với vợ anh ta. "Tôi biết ngay mà, tôi biết thế nào hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà." Kiên đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh ta nhận ra mình vừa hôn Phương Linh. Anh nhắm mắt nhìn cô, đó không phải là bất ngờ, đó là một ánh mắt như thể anh biết đó là cô trong cơn say. Kiên đứng dậy, anh tới chỗ Nhật Lệ, nắm lấy tay cô kéo đi. "Chúng ta vào phòng anh rồi nói." Nhật Lệ giảng tay ra, cô không nói không rằng lao người tới nắm lấy tóc của Phương Linh lôi đi. "Cút ra khỏi đây, cút ra khỏi nhà của tao." "Buông ra!" Phương Linh hét lên. Kiên đi tới, anh mạnh mẽ gỡ tay của Nhật Lệ ra và đứng vào giữa hai người. Khi anh tỏ ra mình quyết liệt thì cũng là lúc mà người khác nên chùn bước. Nhật Lệ nhìn anh với đôi mắt rơm rớm, cô gần như không thể tin được anh Kiên là bảo vệ người phụ nữ này. Trước giờ cô đã luôn có cảm giác cô ta sẽ cướp anh ấy đi mất, và linh cảm của phụ nữ thì bao giờ cũng đúng. "Anh Bình, chị ấy, anh đã yêu chị ấy rồi phải không?" Nhật Lệ nghẹn ngào. Kiên thở dài, anh day day nhân chung của mình. "Lệ, xưa cả ba chúng ta đều không tỉnh táo, hãy nói chuyện này vào lúc khác được không?" Nhật Lệ liên tục lắc đầu. "Anh đã yêu chị ấy, anh đã thực sự yêu chị ấy rồi. Anh không muốn đua cao với em về những vấn đề như thế này đâu." "Vấn đề như thế này?" Nhật Lệ nhếch môi cười. "Vấn đề của anh là muốn trốn tránh, anh đang cần có thời gian chuẩn bị để biện hộ cho mình." Kiên trừng mắt, hét lên khiến Phương Linh và Nhật Lệ phải giật mình. "Vậy bây giờ em muốn gì?" "Tôi muốn anh ly hôn chị ta." Và đó chính là nguyên nhân cho việc cô chủ động ly hôn với anh. Cô biết rằng mình không thể gây ra thêm một tội lỗi nào với tình yêu của hai người ấy được nữa. Cô không cần phải xét chuyện tình yêu ấy có đẹp hay không, có sâu đậm hay không, nhưng cứ nghĩ bản thân là kẻ thứ ba, cô đã thấy khó chịu rồi. Phương Linh đặt một vé đi du lịch xuyên Việt,
cô chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng chưa sâu đậm, chỉ cần chút thời gian là có thể quên anh ngay thôi. Trước khi đi du lịch, Phương Linh nhắn cho bố mẹ một câu xin lỗi. Cô cũng cần có thời gian để thú nhận tất cả chuyện này. Nếu ly hôn với bố mẹ là một điều không thể chấp nhận được, thì kết hôn với người mình không hiểu, không yêu mình cũng là điều không thể chấp nhận được ở cô. Cô vẫn là cô gái mạnh mẽ, chẳng cần thiết phải đau đớn quá nhiều vì một việc gì. Trong cuộc sống không phải ai cũng có thể giữ cho tim mình nguội lạnh với một người mà mình thường xuyên tiếp xúc. Dù không đầu ấp tay gối, dù không nói những lời yêu thương, thì một lúc nào đó bạn vẫn sẽ nhận ra mình có tình cảm với họ. Tình cảm có rất nhiều dạng, nhưng chung quy vẫn là từ nhạt đến sâu đậm. Cô không thể ngăn cản trái tim mình dần dần thích anh. Không thể, cô chỉ có thể chạy xa khỏi anh thôi. Giờ thì Phương Linh đã hiểu, để yêu một người không nhất định phải xét đến hoàn cảnh của họ, không nhất định phải để ý đến mục đích của bản thân. Yêu là hoàn toàn tự nhiên. Cho dù Kiên đã có bạn gái đi sang nữa, ai có thể khẳng định sẽ không yêu Kiên nếu như rơi vào hoàn cảnh của cô đây. Tình yêu đúng là một trò đùa quái ác. Một năm sau, Phương Linh và Kiên không còn liên lạc gì với nhau nữa. Bố mẹ hai bên thì vẫn thân thiết như vậy, nhưng tất cả đều không muốn nói đến chuyện cũ. Phương Linh vừa đi làm, vừa đi du lịch, cô không còn muốn tiến đến hôn nhân với một ai. Ở chỗ làm có một chàng trai kém cô 2 tuổi, lúc nào cũng đến chỗ cô kiếm chuyện để nói. Cậu ấy cũng không phải người xấu xa gì, chỉ là hơi nhiều chuyện, mà cô thì không thích đàn ông nhiều chuyện như vậy. Vậy nên cô đã bảo với cậu ấy rằng, hay là chúng ta thử hẹn hò đi, cho cậu ngày nào cũng có chuyện để nói với tôi. Cậu trai đó tự nhiên ngớ người ra, rồi sau đó cậu ấy giơ bàn tay đeo ngón áp út đã đeo nhẫn của cậu lên cho cô xem, bảo, chị ơi, em có chồng rồi. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Cô thật sự không còn muốn kết hôn hay tính đến chuyện yêu một ai nữa cả. Giống như là một cái rễ cây, đường tình duyên của cô cứ khóc khảnh như thế. Cô đã từng kết hôn, đã từng ly hôn với một người phụ nữ thì đó là một chuyện khủng khiếp. Chắc hẳn nó phải có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng mỗi lần nhớ lại, Phương Linh lại chỉ thấy buồn cười. Sao tự nhiên nó lại cứ thế nhỉ? Sao lại có thể chóng vánh đến vậy? Điều cô nhớ nhất trong cuộc hôn nhân ấy có lẽ là anh, cái hôn của anh và cái sợi tóc bất ngờ của Nhật Lệ. Thì thoảng cô vẫn nhớ về họ, đời thấy được cũng là lúc mình đang ở một hoàn cảnh như trong một bộ phim truyền hình về tình yêu tay ba. Đang ngồi nghĩ miên man thì mấy đứa con gái làm cuộc phòng tự nhiên hú hét chạy vào, chúng nó đến trước mặt cô và bảo, Phương Linh, cậu lấy chồng lúc nào mà không mời bọn này đi ăn cỗ thế? Chồng, chồng nào? Một bà chị đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa yêu ai, để vai cô bằng một giọng không vừa lòng. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn trốn được, anh ta đang ở bên dưới đợi mày kia kìa. Phương Linh vội vàng chạy ra mở cửa sổ và ngó xuống nhìn. Đây là tầng 6 của công ty, nghĩa là độ cao này không đủ để cô nhìn nhầm ai sang ai khác. Vậy mà cô vẫn nghĩ ra mình đã nhìn nhầm. Đứng bên dưới là Kiên, anh ấy đang cầm một bó hoa. Và ở đằng sau, cô nghe thấy có ai đó đang bảo. Anh ấy bảo đến gặp cậu và nhờ mình lên chuyển lời rằng cậu có thể dọn đồ về nhà được hay không. Tài Phương Linh như ủ cả đi, sao mọi chuyện đến với cô sao gừ chớp nhoáng như vậy nhỉ? Hay là cô đang sống quá chậm để đoán bắt được nó? Phương Linh chưa bao giờ nghĩ mình là người thứ ba, cô có thể tự tin rằng trong chuyện này mình chẳng có lỗi gì. Chuyện kết hôn là anh đề nghị, chuyện ly hôn cũng chính là cô đã khai màn. Cô không phải là người cố gắng níu kéo một thứ khi biết nó không thuộc về mình. Nhưng khi nhìn thấy Kiên đang đứng trước mặt thì cô lại cảm thấy hình như bản thân đã gây ra một lỗi lầm nào đó. Cô không ngờ mình chẳng hề vui mừng nhiều lắm khi anh ấy ở đây và nghe anh nói rằng muốn cô về nhà. Cô biết mình chưa yêu anh đủ nhiều để phải hạnh phúc, nhưng lúc này cảm giác của cô là khó chịu nhiều hơn. Nhật Lệ sao rồi? Phương Linh không kìm được lòng mà hỏi. Kiên nhếch môi cười. Đây là điều em muốn biết sau khi chúng ta đã một năm không gặp đấy à? Phương Linh nhìn qua chỗ khác. Ừ, em muốn biết. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm ấy mình đã bị Nhật Lệ nắm tóc như thế nào. Cơn giận dữ và sự thù hận của phụ nữ luôn luôn đáng sợ. Kiên hơi thất vọng. Anh cứ nghĩ em sẽ hỏi anh hoặc hỏi về lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây cơ đấy. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà. Hôm em rời đi thì Nhật Lệ cũng nên nói chia tay. Kiên nói bằng một giọng trầm trầm. Đến giờ anh vẫn nghĩ hai người đã hẹn nhau mà rời khỏi anh đấy. Phương Linh ngạc nhiên, Nhật Lệ nói chia tay sao? Nhưng cô ấy yêu Kiên vô hạn cơ mà,
cô ấy chỉ mong Kiên bảo cô chia tay để được đến với anh ấy. Tại sao mới được cơ chứ? Phương Linh hỏi. Anh không biết cô ấy bảo muốn chia tay. Anh cứ thế mà chia tay ư? Anh tưởng cô ấy đùa. Cảm giác bị hai người bỏ rơi cùng một lúc như thế nào nhỉ? Cô thì không phải là điều khiến anh luyến tiếc, nhưng còn Nhật Lệ thì sao? Anh không yêu Nhật Lệ à? Kiên ngẩng đầu nhìn cô, quả quyết. Anh yêu cô ấy, anh không bao giờ chối bỏ điều đó cả. Nhưng đột nhiên Kiên không nói được gì nữa, anh trở nên lung túng. Phương Linh cố gắng đuổi theo ánh mắt của anh. Tại sao anh ấy lại ngập ngừng? Chẳng lẽ trong chuyện này cô đúng là nguyên nhân chính khiến hai người xa nhau sao? Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Anh thích em thì anh sẽ đến đây để nói, dù em muốn hay không. Nhưng Nhật Lệ, cô ấy vẫn cứ một mực cho rằng anh yêu em và nhất định không chịu cho anh cơ hội. Vậy nên anh đã cho cô ấy một năm để suy nghĩ lại. Thế rồi, cô ấy yêu người khác. Không hiểu sao Phương Linh lại bật cười. Cô cười như thể câu chuyện anh vừa kể là một câu chuyện hài, chứ không phải là một tình yêu tan vỡ đau thương. Đúng vậy, mọi chuyện xảy đến với cô vừa trong vánh mà lại vừa hài hước, khiến cô không thể chấp nhận được nó, nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì bị ép buộc nên sống cứ nửa thực nửa mê, để lúc tỉnh dậy lại chẳng nhớ kỹ được những chuyện ấy. Phương Linh khoanh tay lại, nhìn Kiên như đã biết. Vậy ra anh đến đây chỉ bởi vì muốn trả thù Nhật Lệ, có đúng không? Đàn bà có sức tưởng tượng kinh khủng thật đấy. Kiên khổ sở nói, anh không phải kẻ biết diễn tả được lòng mình, nhưng mà trong một năm qua đã có quá nhiều chuyện thay đổi mà em không thể biết được. Vậy ư, anh không liên lạc với em, trước đó anh cũng chưa bao giờ có ý tiến tới với em, điều gì đã khiến cho em thay đổi? Chúng ta ngừng cuộc thẩm tra tại đây và tối nay sẽ nói tiếp được không? Phương Linh nhìn đồng hồ. Em bận lắm, chỉ có một giờ cho chuyện này thôi. Anh nhận ra cô đang làm những gì mà anh làm với cô ở buổi đầu tiên gặp mặt. Đáng lý anh phải nhận ra cô là con người láo cá từ lúc ấy mới phải. Vậy mà sống chung một năm, cô lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ buồn bã. Và điều đó đã khiến anh phải chú ý. Anh mới biết vì sao ở bên anh rõ ràng không hề có tình cảm mà cô lại phải buồn như vậy. Để rồi dần dần anh lại chú ý nhiều hơn mức bình thường một chút. Kiên dùi bó hoa vào tay Phương Linh, kéo cô đi mà kệ cô có đồng ý hay không. Phương Linh hét lên, anh định đi đâu? Chúng ta về gặp bố mẹ. Làm gì? Nói cho ra nhé những điều em còn thắc mắc, họ biết hết đấy. Biết, biết gì? Rằng họ luôn biết đã có thời gian anh say và về đến tìm em, nhưng lúc đấy em lại đi du lịch. Em cứ đi du lịch suốt, không để cho ai có thể gặp mặt được. Anh đã đến tìm cô, sao bố mẹ không nói gì nhỉ? Tất cả đều nghĩ em bị tổn thương. Phương Linh cười. Vậy ư? Giờ thì sao? Kiên hỏi lại. Đúng là có hơi tổn thương một chút. Nên là em sẽ cho anh 2 giờ để hàn gắn vết thương ấy chứ. Anh biết là trước kia chúng ta không có nhiều thời gian để hiểu và yêu nhau, nhưng giờ thì khác, chúng ta không cần phải sống chung vì bố mẹ nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trước, nếu đồng ý, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Một cách từ từ và chậm rãi. Phải. Hai người nhìn nhau, đột nhiên ba từ ngữ trở nên thật thừa thãi. Phương Linh biết giờ thì cả hai đều có rất nhiều thời gian, đều phải vội vàng dắt nhau ra ủy ban phường để đăng ký. Dù muốn nói nhưng vì không hiểu, không thân mà im lặng với nhau. Tình duyên của cô vẫn như một cái rễ, nhưng nó đã đâm sâu đến mức nào thì cô không biết nổi nữa. Càng ngày càng khó đoán, càng ngày càng thú vị. Không biết rồi, người chồng thứ hai của cô sẽ lại là anh hay là một ai khác, nhưng cô có linh cảm rằng đó lại là anh. Bạn thân mến, câu chuyện ngắn ba người một mối tình đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện ngắn khác có tên Ừ, tôi yêu à. Tôi mơ mê điếu thuốc trên tay, quyết định cho một điều hít hà. Xung quanh tôi, tiếng nhạc với những âm thanh thao loạn vang lên sập sình. Kỳ lạ thật, khi tôi cô đơn, tôi thích những thứ gì chát chúa kiểu như vậy. Tôi không phải kẻ tao nhã để ngồi nổi 2 phút nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Khi tôi buồn, tôi thích hòa mình vào điệu nhạc, lắc lư cho tới mệt đứ thừ. Những ly rượu mạnh và làn khói thuốc. Đêm nay tôi ở nhà một mình. Thường thì vào giờ này cuối tuần tôi hiếm khi một mình. Nó sẽ diễn ra với cảnh mặn nồng của một em ngây thơ hoặc giả bộ ngây thơ nào đó. Nhìn hình ảnh mấy cô người mẫu ăn mặc mát mẻ trên chiếc băng đĩa mà tôi bật, tôi lại thấy dạo dực trong người. Cái phần đàn ông trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đang nghĩ để cho mình một đêm không gái gú ấy vậy mà khó quá, lại thấy thèm như một thằng nghiện ngập. Hút xong điều thuốc, tôi vồ lấy chiếc điện thoại. Gọi cho ai bây giờ nhỉ? Em nào cho đêm nay?
Tôi cười khẩy với chính mình, danh bạo của tôi đầy áp số như thường được lưu dưới dạng em Hương khách sạn HP hoặc em Lan khách sạn TH. Lưu thế để cho dễ nhớ, để tiện đường qua đón nàng hoặc tới điểm hẹn mà không cần phải cố nhớ xem em mặt mũi thế nào. Tôi lướt qua danh bạ một hồi, đắn đo mãi cuối cùng ngán ngẩm buông điện thoại xuống. Chán chết. Mấy em đó giống như những món đồ ăn đắt tiền được bày trên bàn tiệc, ngon nhưng béo ngậy, ăn vài lần thì sung sướng, nhưng ăn mãi thì chán ngấy. Chẳng có gì khác nhau là mấy, mà tôi thì không thích cái gì nhạt nhạt. Đêm nay tôi muốn một cái gì mới mẻ hơn. Trong khoảnh khắc tôi lóe lên suy nghĩ về nàng, một cái ý nghĩ điên rồ khiến tôi cười phá lên trong đêm. Tu một hơi rượu, quẹt ngang những giọt thừa còn vương vãi trên môi, tôi cầm điện thoại cười khà khà. Cứ thử gọi xem, đàn bà dù có loại gì thì cũng có điểm yếu giống nhau cả thôi. Chào Hân, em đang làm gì vậy? Em đang ăn dưa hấu. Nghe nàng nói hồn nhiên, tôi suýt phì cười trong điện thoại. Chả hiểu nàng ngây thơ hay phở vịt mà trả lời thật như đến vậy. Thường, những cô gái khi bất ngờ được một người đàn ông đang tìm cách tiếp cận hỏi, nàng ta sẽ tỏ ra cao giá bằng cách em đang đi chơi với bạn, hoặc cố nho nhã, thanh tao hơn, em đang đọc một cuốn sách về tình yêu. Họ tỏ ra bận rộn, tỏ ra mình là một người đầy giá trị và cách lựa chọn cho mình những công việc nghe qua có vẻ như trang nhã. Còn nàng, chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy thương hại cho cái sự ngây thơ ấy. Mà ô kìa, lạ chưa, nàng lại có số của tôi, nàng biết là tôi gọi đến. Cái sự thú vị đó khiến tôi tò mò. Tôi biết mà, đàn bà giống nhau cả thôi, chỉ là bên ngoài họ cố làm cho mình khác biệt. Hồi này, không hiểu sao anh luôn nghĩ về em rất nhiều và lúc này cũng vậy. Tôi táo bạo nói luôn vào vấn đề, cái sự dạo dực của thằng đàn ông như tôi khiến tôi chẳng còn muốn vỡ nàng thêm nữa. Được thì được, không cũng chẳng sao, vì vốn dĩ nàng chỉ là một món ăn bất chợt tôi nghĩ tới trong lúc giở người. Nàng giữ im lặng nhưng tiếng thở có vẻ gấp gáp. Nắm được thóp, tôi tiếp tục tấn công. Giá mà em ở đây, bên anh, ngay lúc này thì thật tốt biết bao. Anh đang ở đâu? Em sẽ tới chỗ anh. Cái gì vậy trời? Có phải là nàng đang nói hay một ả gái thèm tình nào vừa trả lời tôi? Chính nàng chủ động chứ không phải tôi gạ gẫm. Đã vậy giọng nói của nàng còn hàm hở lắm. Cứ như thể nàng phải gặp tôi trong vài phút nữa, nếu không nàng sẽ không chịu được. Cung cấp xong địa chỉ, tôi tắt điện thoại và cười một tràng dài. Tôi ngửa cổ lên trời cười ằng ạc vì chỉ có thế mới khiến tôi giải tỏa được cơn hưng phấn lúc này cho người. Nàng quả thật là biết mang đến bất ngờ cho người khác. Tôi đi tắm để chờ nàng đến. Lại nói về nàng, nàng làm cùng tôi gần một năm. Nói chung, tôi chẳng để ý gì đến nàng nhiều ngoại trừ cái tên và dáng vẻ quê mùa. Mọi người trong phòng khen nàng đoan trang, còn tôi thì chẳng thiết gì cái đoan trang đó. Đàn ông chỉ cần phụ nữ đoan trang khi anh ta xác định lấy cô ấy là vợ. Ảo ước của mọi đàn ông về đàn bà chỉ có hai thái cực. Vợ đoan trang và tất cả những người đàn bà còn lại quanh anh ta đều lẳng lơ. Thử hỏi có gã đàn ông nào không thích nhìn thấy một cô em ngon ngon ở mở cầu trí cho mấy cái và nhận lại được cái nhảy mắt hay câu nói nũng nịu anh này cứ trêu em, kèm theo cái hởi tay nhẹ đầy ẩn ý. Làm gì có gã nào muốn đàn bà không phải là vợ mình đoan trang. Thế mà chẳng phải muốn nghe họ xào vào mặt cho nếu một lúc nào đó không kiềm chế được mà buông lời tán tỉnh hay sao? Tôi không có ý định cưới nàng nên cái sự đoan trang ấy của nàng tôi không trân trọng mà còn thấy khó chịu. Nếu nàng lẳng lơ hơn đôi chút, chỉ ít tôi còn muốn lẳng quen. Mọi người cũng bảo là nàng đẹp, đúng là nàng có khuôn mặt của một thiên thần. Đôi mắt với hàng lông mi cong phút, bờ môi đầy hởn rỗi. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi. Với tôi, đàn bà chỉ đẹp khi ở trên giường. Còn gương mặt ư, tát điện, cô nào chẳng giống cô nào. Tôi không thích cái dáng vẻ hiền lành, tôi chán ngán cái thời trang như cố để chứng tỏ cho mọi người thấy. Này, tôi là gái nhà lành đấy nhá, của nàng. Hoặc biết đâu đấy, nó có nghĩa là tôi còn trinh đấy. Vì sao ư? Vì nàng mặc chiếc áo sơ mi xẻ cụp, đóng tới chiếc cúc tận cùng trên cổ, ngày nào chả vậy. Tôi ghét việc phải phán đoán xem sau chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường kia nàng mặc chiếc áo ngực dài bao nhiêu. So với việc ngắm những em mặc chiếc váy đủ dài để biết nó không phải là cái áo, tôi thích những em ấy hơn. Vì tôi có thể thỏa thê ngắm nhìn bầu ngực căng đầy sự sống được trưng bày hững hờ dưới làn áo mỏng. Thậm chí tôi còn thấy được nó phập phồng mỗi khi tôi buông lời tán tỉnh. Nhưng tôi vẫn tán tỉnh nàng, đó là bản năng của kẻ săn mồi. Thi thoảng tôi vẫn vờ vô tình chạm phải tay nàng rồi vội vàng rụt tay lại như kiểu không may. Tôi biết thế nào mà tim nàng chẳng run bắn lên. Mọi người bông đùa, gán ghét tôi và nàng.
tôi cũng ủa theo. Kỳ lạ một chỗ là Kasa với vẻ ngoài hiền lành, nàng thường khá bình thản khi bị tôi trêu chọc chứ không ngượng nghịu, đỏ mặt. Có một sự gan lì nào đó trong con người nàng, nhưng rồi tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm điều đó. Còn chuyện tâm hồn của nàng thì sao? Tôi không quan tâm. Tiếng chuông cửa rùn rập, tôi đoán là nàng đến. Cái cách mà nàng bấm chuông như rục rã. Đã vậy chỉ tôi lại càng phải từ từ. Với đàn bà, có đôi lúc cần rộn rã để nàng ta hứng khởi, nhưng có đôi lúc cần ném vào một xó như cái rẻ chùi chân. Có thế, nàng mới mê ta như điếu đổ. Tôi thủ thẳng khoác chiếc áo ngoài vào để nàng không bị sốc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở một nơi không phải là văn phòng. Cánh cửa mở ra, nàng làm tôi thiếu chút nữa thở mạnh một cái vì chán. Nàng diện y nguyên bộ đồ công sở đến với tôi trong một buổi tối cuối tuần tôi vừa say men rượu. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ, mình ngu rồi, lẽ nào mất cả đêm nay cố cởi cho hết đám cúc dày đặc trên chiếc áo của nàng. Nàng tiến thẳng vào giường của tôi ngồi xuống, trong khi chiếc bàn tiếp khách của tôi cách đó chừng 1 mét. Nàng thật khó đoán định. Nếu mọi người ở công ty mà biết chuyện này, dám chắc vài chị em chanh chua sẽ sẵn sàng nhổ nước bọt vào cái sự đoan trang hàng ngày mà nàng vẫn diễn. Có ai mà ngờ được nàng lại như thế cơ chứ. Tôi còn chưa kịp nói gì, nàng ghì mạnh tôi xuống, úp mặt tôi vào bầu ngực nóng hổi của nàng dù nó bị ngăn cách bởi chiếc áo rẻ cộp. Lúc đó, tôi chỉ muốn xé toang cái áo đáng ghét đó để thỏa thích mà ngụp lặn trong tòa đài tự nhiên. Nhưng không, đừng tưởng ngủ với tôi là dễ, tôi sẽ phải là thằng đàn ông đáng nhớ nhất từng ngủ với nàng, dù trước và sau tôi nàng có ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa. Nhất định tôi phải tạo cho nàng cái sự hậm hực, tức tối vì muốn hiến dâng mà còn bị khinh bỉ. Tôi đẩy vội nàng ra. Kìa em làm gì vậy? Anh chỉ muốn được trò chuyện cùng em thôi mà. Em không có gì để nói với anh cả, em chỉ muốn được ngủ với anh, vậy thôi. Nàng còn chưa nói hết câu, tôi đã nhìn thấy nàng cởi gần sau những chiếc cúc áo. Trời đã, đàn bà ở tuổi 29 khát tình đến vậy ư, hay là chỉ có nàng như vậy? Nàng khiến tôi choáng váng. Loại gái vừa nhìn thấy tôi trong 5 phút đã chút sạch áo quần tôi chẳng lạ. Tôi gặp ối ra đấy thôi. Nhưng nàng thì khác. Cái hành động của nàng vừa khiến tôi sợ, vừa khiến tôi hứng khởi. Thôi kệ, tôi không nghĩ gì nữa, tôi muốn vồ lấy nàng để giúp nàng toại nguyện. Trong thoáng chốc, tôi đã chiếm trệ trên người nàng. Lần này thì tôi công nhận họ nói đúng. Nàng đẹp thật. Tôi nhập cuộc nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang một suy nghĩ. Nàng là một cô ả còn trinh nhưng hư hỏng, hay là một ả đàn bà mất trinh ngoan ngoãn. Tôi nằm vật ra giường sau những phút giây tưởng chừng đi tới tận cùng của cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi, hai con người vừa phù vập lấy nhau nằm ngửa cổ lên trời, không ai nói một lời nào, mọi thứ cứ im lặng diễn ra. Cả hai cũng dò xét về suy nghĩ của đối phương. Tôi không thể nào hiểu nổi những thứ cảm giác diễn ra trong mình, sung sướng, ngạc nhiên, hậm hực và có cả cáu giận khi nàng lại lên giường với tôi, một gã đàn ông vốn không tử tế dễ dàng đến như vậy. Tôi vẫn nằm nghĩ vẩn vơ, còn nàng ngồi dậy vẫn với tấm thân không áo, không quần. Để phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó, tôi thở dài kéo nàng lại gần và hỏi nhỏ. Em thích tôi đến thế cơ à? Hành động tối nay đã đập tan mọi sự đoan trang mà bấy lâu nay em cố tạo dựng rồi. Nàng không quan tâm tới sự xúc xiểm của tôi, nàng vẫn giữ khuôn mặt bình thản lạ thường. Rồi nàng nói, một câu nói mà tôi cứ ngỡ ngàng đã được nghe từ một ả gái làng chơi vô liêm sỉ. Anh không định quỵt tiền đấy chứ, hãy đưa tiền cho em. Nàng vừa đòi tiền tôi, cái hành động hạ đẳng mà chỉ có kẻ coi thân mình là một món hàng mới làm như vậy. Tôi bị sốc, sốc thực sự. Tôi biết nàng không ngoan như mọi người nghĩ, nhưng cũng không thể ngàng nàng bẩn đến mức này. Tất nhiên, nếu em muốn, em cần bao nhiêu? Tôi vừa lấy chiếc ví đặt trên bàn, trong khi tôi còn đang băn khoăn về việc một đêm phiêu lưu với nàng đáng giá bao nhiêu. Tôi còn đang lưỡng lự không biết nị giá bao nhiêu cho việc mình vừa chính thức khám phá ra một cô đàn bà hư hỏng. Thì nàng sượt mạnh lấy chiếc ví của tôi. Nàng nhìn rồi lặng lẽ rút tiền ra từ ví của tôi. Từ này được chứ? Nàng tiếp tục làm tôi sốc, con số đó nhiều hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ nàng lại mặt dày đến vậy. Tôi không tiếc tiền bởi vì tôi muốn dùng tiền để mua cảm giác cho mình. Ngày hôm nay, nàng đã mang tới cho tôi quá nhiều cảm giác thì nhiều tiền hơn những ả khác cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không thể nào tin được một cô gái như nàng lại dễ dàng và thủ đoạn đến vậy. Tôi cười phá lên khi nhìn rõ bộ mặt thật của nàng. Ôi đàn bà, thật đúng là một loài động vật chẳng bao giờ thấu hiểu nổi.
Tôi thiếp đi và giấc ngủ với những suy nghĩ miên man về nàng, đọng lại trong tôi phần nhiều là sự hiếu kỳ. Nhưng đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon lành. Ánh mắt trời hát vào sang cửa làm tôi bừng tỉnh dậy. Nàng mất hút, trên tấm ga trải giường chỉ còn vương lại vệt máu khô. Có gì đó nhói lên trong tim tôi. Bất giác, tôi cảm thấy đau và hận. Tôi hận vì nàng còn trong trắng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc nàng coi sự trinh tiết của mình chẳng khác gì món hàng tự có và nhờ bán nó cho tôi. Nàng thu lại được số tiền nàng muốn. Như thế có nghĩa là tôi chẳng có chút giá trị nào trong nàng. Đột nhiên, tôi lại muốn nàng không còn trong trắng, vì như thế nàng sẽ được xếp vào hạng gái hư hỏng mà tôi không cần phải đắn đo. Tôi bần thần một hồi lâu, nhưng rồi thản nhiên đứng dậy. Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ về đàn bà quá lâu sau khi đã thỏa thê. Nàng dù có đôi chút khác lạ, nhưng cũng là đàn bà. Tôi dẹp nàng ra khỏi đầu, không nghĩ ngợi, không băn khoăn. Tôi còn những cuộc vui khác đang chờ. Tôi dậy, mặc áo quần và bước ra khỏi cửa. Mọi thứ trong căn phòng vẫn ngổn ngang và trên giường, vệt máu khô vẫn còn nguyên đó. Nàng nghỉ việc. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng thôi. Nàng sẽ phải đối diện với tôi thế nào, với những người trong công ty ra sao khi mà mọi chuyện bại lộ. Nhưng tôi không nghĩ nàng vứt bỏ mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Mọi người đoán già, đoán non, việc vì sao chỉ sau 2 ngày cuối tuần, nàng đột nhiên viết đơn xin nghỉ việc mà không một lời giải thích. Còn tôi không muốn nghĩ về con người đó nữa. Vậy mà không hiểu sao, cả tuần trời trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ lờn vờn về đêm ân ái đó. Cái hình ảnh nàng mặc chiếc áo sơ mi đóng cúc tới tận cổ và dáng vóc ngọc ngà khi nàng chút bỏ áo quần cứ ngập ngụa trong đầu tôi. Tôi thèm cái cảm giác đêm đó nàng mang lại cho tôi, nhớ đến trái lòng. Tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi một người đàn bà đến như vậy, dù những cô gái mà tôi từng lên giường có đủ tài để khiến tôi đê mê. Một tuần trời không thấy nàng, lòng tôi như lửa đốt. Theo bản năng, tôi bấm máy gọi cho nàng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi tức tối, tôi muốn đập phá cho thỏa cơn nóng giận. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình là một kẻ bị phụ tình. Thật kỳ lạ, tôi điên mất rồi. Tôi lục tìm trong đống hồ sơ của nàng, còn lưu lại công ty, địa chỉ nhà nơi nàng sống. Tôi tìm tới nơi, nhưng đó là một căn nhà cho thuê, trong nó không được khang trang cho lắm. Trong đầu tôi bắt đầu đặt ra những giả thiết, thực chất nàng chỉ là một con điếm, chứ chẳng thanh tao như những gì nàng thể hiện. Nhưng nếu là gái điếm thì làm sao nàng lại còn trinh? Mọi thứ tạo thành một thứ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi muốn biết mọi câu trả lời về nàng, những thông tin mà tôi có thật quả mơ hồ. Nàng đã chuyển đi rồi, từ sau đêm ấy với tôi. Vậy là hết, nàng như một cơn gió xuất hiện rồi mất hút mà không sao tìm được dấu vết. Tôi lồng lên như con thú bị thương, tôi cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó. Tôi hận. Tôi điên cuồng sống và phù phập với những người đàn bà khác cho thỏa nỗi trống vắng trong lòng. Tôi ghét việc phải nghĩ đến nàng, nhưng nó vẫn cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi điên cuồng sống và phù phập những người đàn bà khác cho thỏa nỗi trống vắng trong lòng. Tôi ghét việc phải nghĩ đến nàng, nhưng nó vẫn cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. 2 tuần trời, tôi gọi biết bao ả khác đến bên mình để khỏa lấp đi sự hững hụt mà nàng để lại. Mỗi lần bên họ say mê say tình ái, điều tôi nghĩ đến trong đầu chỉ có nàng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đêm nay tôi thấy mình cô đơn lạ thường, tôi thèm vòng tay đàn bà ôm ấp, tôi gặp bừa một số mà không còn nhớ xem cô ta là ai, đẹp xấu thế nào. Tôi luôn có sẵn những danh sách như thế để phục vụ cho cảm giác trượt đến của mình. Nhưng ngày hôm nay tôi không còn thiết đắn đo mình nên gọi món gì, tôi chỉ cần có một người đàn bà bên mình, ai cũng được. Tôi ôm ghì lấy cô ta, tôi hòa mình với cái cảm giác hoa lạc của ái tình đấy, mọi thứ đều làm tôi ngất ngây. Reng reng, tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, nó phá bĩnh cuộc vui của tôi với một người đàn bà, điều mà tôi tủi kỵ. Tôi mặc xác, khi tôi đang hân hoan tận hưởng, tất cả mọi điều đều vô nghĩa lý hết. Tiếng chuông lại vang lên lần thứ 2, lần này à ta có phần khó chịu, à cầm lấy điện thoại, thoáng đọc tên rồi đưa tôi. Nghe đi, phiền chết đi được. Tôi vội lấy chiếc điện thoại khi cô ta nhắc đến tên người gọi đến. Tôi không tin vào mắt mình, lập cập bấm nút trả lời. Anh khỏe chứ? Tôi không nghe thấy câu hỏi của nàng vì tôi còn có quá nhiều câu hỏi muốn phải nói ra. Cô đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Tại sao tôi không thể tìm được cô? Anh muốn gặp em à? Vậy em đến với anh nhé, ngay bây giờ. Nàng cúp máy, tiếng tút tút vang dài mãi phía sau. Tôi bần thần không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Tôi cầm chiếc điện thoại ngồi lặng đi. Nàng đang đến, nhưng ngay lúc này, trên giường của tôi, một người đàn bà khác không mặc quần áo đang hậm hực. Tôi nghĩ về việc có nên đuổi ả gái trên giường mình đi, nhưng lại bầu không khí có vẻ trong lành chào đón nàng, hay cứ để thế cho thêm phần kịch tính. Bỗng chốc tôi lại thích như vậy, tôi muốn thử xem khuôn mặt nàng sẽ biến đổi như thế nào khi nàng bước vào căn phòng này và bắt gặp một cô gái khác đang ở cùng với tôi. Cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn biết biểu hiện, cảm xúc của nàng lúc đó. Tôi thấy thích, vậy thôi. Tôi cười khoái trá nghĩ tới cảnh tượng đó, hay là nàng sẽ nghiệt mà ra, hoặc đôi mắt sẽ ánh lên những tia lửa đầy tức tối. Cứ nghĩ tới cảnh ấy, tôi lại thấy vui trong lòng. Tôi ngủ dậy, khoác chiếc áo choàng còn để mặc cho ả gái đó nằm trên giường của mình hập hực. Trong lúc chờ nàng, tôi châm một điếu thuốc và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vẫn giữ phong cách thủ thẳng như mọi khi, chẳng có gì phải vội khi mà nàng đã là người chủ động tìm đến tôi. Nhìn lại trên giường của mình, ả gái kia đang thiếp dần đi, tôi lẳng lặng ra mở cửa. Nàng đấy, nàng đang xuất hiện trước mắt tôi, không khác dáng vẻ mọi khi mà nàng thường chiêu đãi mọi người tại văn phòng làm việc làm ấy. Nhưng lần này nàng buông xõa mái tóc thay vì buộc túm lên đầy đơn điệu. Một vài loạn tóc buông rủ trên gương mặt nàng làm cho nàng mềm mại và đẹp hơn thì phải, nhưng có một chút gì đó tiểu tụy. Nàng bước vào phòng, có khựng lại đôi chút khi nhìn lên chiếc giường của tôi, nhưng thần thái trên gương mặt nàng chẳng có gì thay đổi. Nó làm tôi bị hụt hẫng, có cảm giác của sự tức tối nữa. Nàng quá bản lĩnh hay là đã quá quen với cảnh này? Tôi nói một câu chữ ngượng. Cô ấy là bạn anh, kiểu bạn mà em biết rồi đấy, tại em đến gốc quá nên anh không kịp nói gì. Nàng im lặng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của tôi và dừng lại ở bức tranh về người thiếu nữ khỏa thân. Nàng khẽ mỉm cười. Em hiểu. Nàng bước tới chiếc ghế toan ngồi xuống thì ả gái ấy bất chợt tỉnh giấc. Hai người đàn bà nhìn nhau, một bên đầy vẻ ngạc nhiên và giận dữ vì sự xuất hiện của kẻ kia, còn một bên là ánh mắt vô hồn, ngây thơ, như thể sẵn sàng chào đón thêm một thành viên mới cho cuộc vui. Ả ta chẳng ngại ngần, hòm hổ xông tới trước mặt nàng. Cô là ai? Nàng bình thản đáp trả. Cô có phải chủ nhà không? Ả kiều cũng phênh mặt lên đầy ghê gớm. Tất nhiên là không, nhưng tôi... Vậy thì đừng hỏi gì cả, chúng ta giống nhau cả thôi, phải không anh? Nàng đá đuôi nheo mắt về phía tôi, có ý muốn dồn sự phân giải về kẻ được gọi là chủ nhà. Tôi gật đầu và ả ta tức tối. Ả hàm hàm cất túi đồ đạc bước ra khỏi nhà, không quên đóng sổng cửa. Chỉ còn mình tôi và nàng ở trong nhà, lời này thật khó đối diện. Hôm ấy tôi có hơi men trong người và khung cảnh hoàn toàn khác khiến tôi có thể ôm nàng ngay tấp lự mà không ngượng ngùng. Nhưng lần này tôi quá tỉnh, còn nàng thì đang ngồi ở một chiếc ghế cách xa giường ngủ. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để tôi bước tới, ôm nàng vào lòng cho thỏa những ngày qua mong đợi? Chưa bao giờ tôi thấy mình lại ngượng nghịu như vậy. Có cảm giác như tôi không còn là chính mình khi đứng trước mặt nàng. Tôi mất mọi bản năng mà trước nay tôi vốn dĩ tự hào về nó. Nàng tiến tới bên tôi, ôm tôi vào lòng. Lúc này tôi có cảm giác nó giống như một thứ gì na ná tình yêu, chứ không phải thứ tình nhục dục. Cái ôm của nàng xa má ấm áp, hơi ấm từ người nàng tỏa ra một thứ gì đó thật nhẹ nhàng, thánh thiện. Tất nhiên chúng tôi vẫn kết thúc cuộc ôm ấp đó trên giường. Nhưng lần này bên nàng, tôi cứ có cảm giác gì đó rất khó định nghĩa. Tôi cứ thấy trào lên trong lòng một sự hậm hực. Tôi có cảm giác mình như là một kẻ đang nhận bài phát ái tình từ nàng. Nàng đến với tôi khi nàng thích và ra đi khi nàng đã chán chê. Khi tôi cần nàng nhất, nàng vẫn không thèm đoái hoài đến tôi, điều mà trước đây tôi thường làm với những cô gái khác. Anh có rượu không? Nàng phải tan bầu không khí im lặng sau những phút giây cuồng nhiệt giữa hai chúng tôi bằng một câu hỏi không thể tá bạo hơn. Tất nhiên là có, em muốn loại nào? Gì cũng được. Chào ôi, tôi thấy nàng sao mà mới mẻ. Chúng tôi nâng cốc, tôi nhâm nhi nhấp một ngụm nhỏ, nhìn lại thấy nàng ngửa cổ lên trời tôi ực một cái. Cạn ly, nàng uống như có vẻ đang nuốt một nỗi niềm u uất vào lòng. Gương mặt nàng ửng đỏ, không rõ vì nàng ngượng hay vì rượu, nhưng nhìn nàng lúc này thật hấp dẫn. Tôi ôm ghì lấy nàng, tôi thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình đang hôn nàng, ngọt lịm. Tôi thấy đầu nặng trịch khi tỉnh dậy, cuộc quạng tìm nàng và tôi giật bắn người khi thấy chiếc giường trống không, còn mình tôi trơ trọi. Tôi đảo mắt khắp nhà tìm nàng nhưng không thấy bóng dáng. Trên bàn, một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn. Em lấy đúng bằng số tiền lần trước trong phí anh, chúc anh ngủ ngon.
Tôi vồ lấy điện thoại, bấm số gọi cho nàng. Không, dứt khoát là không, nàng không thể đi như thế được. Tôi đã quên không hỏi nàng về địa chỉ nơi nàng sống. Nhưng đầu bên kia chỉ vang lên một âm thanh vô vọng, nàng tắt máy. Một tuần rồi, chả một tuần sau khi nàng mất hút, tôi đã gọi không biết bao lần vào số máy đó, và rồi như một kẻ thất thần khi nhận được hồi đáp không thay đổi. Tôi thấy hận nàng, hận ghê gớm. Và càng hận, tôi càng không quên được. Chắc phải tới cả trăm lần tôi cầm chiếc điện thoại đợi chờ một cuộc điện thoại gọi đến. Để rồi sau đó tôi thở dài, thậm chí tức tối và cáu giận khi thấy người gọi không phải là ai đó mà tôi đang mong chờ. Tôi lao vào những đêm say khướt, ngã vào tay những cô gái thân quen khác trong suốt 2 tuần nàng biến mất. Tôi gồng gào trong lòng, tôi phá phách, chưa bao giờ tôi thấy mình rổ dại như lúc này. Một sự khác lạ mà chính tôi cũng không thể nào lý giải nổi. Mỗi khi ôm người đàn bà khác vào lòng, tôi đều cố hình dung đó là nàng. Nhưng không, không phải là cảm giác đó, không phải là thứ hơi thở mà tôi muốn siết ghì thật chặt. Tôi chán nản, tôi rũ bỏ họ, tôi vứt hết những thứ cảm xúc nhục dục rẻ tiền ấy. Tôi thèm lắm, khao khát lắm, cái mà nàng đã mang đến cho tôi. Nàng ở đâu, ở đâu? Tuần thứ 3. Quán bar cuối tuần đông hơn thường lệ, ngủ một góc, tôi ngửa cổ lên trời, nốt từng cốc rượu mạnh. Gương mặt tôi lúc ấy có lẽ giống như một thằng bị bồ đá. Mày sao thế, lại muốn có em nào để cặp kè hết đêm nay à? Thằng bạn thân hất hàm về phía tôi, xả đỏ quan tâm. Chả thiết, nhiễu. Tôi đáp lại nó bằng một câu cổng lốc và cũng không ngẩng mặt lên nhìn. Nó nhìn tôi đầy thăm dò. Có lẽ là tôi đang thể hiện một gương mặt khác ngày thường nhiều lắm. Thế rốt cục làm sao mà mày ngồi giữa cái quán bar này với bộ mặt đưa đám đấy? Tao nhớ cô ta. Nó vội đưa ly rượu ra khỏi miệng. Họ sảng sạc mấy cái rồi bắt đầu cười. Nó cười như chưa từng nghe câu chuyện nào hài hơn thế. Nó cười vào mặt tôi, cười vào câu nói khản sở mà tôi vừa thốt ra một cách không kiểm soát. Nhớ ai? Con bé mặc áo sơ mi đóng kín cúc đi ngủ với trai đấy á? Ừ, thôi, bảo hộ tao cái bộ mặt âu sầu vào câu chuyện tiếu lâm đó đi. Nghe buồn nôn lắm, nó không hợp với phong cách chuyên ăn bánh trả tiền của mày đâu. Định làm thi sĩ à? Rồi nó lại cười, nó phả vào mặt tôi làn khói thuốc như một sự đả kích vào câu chuyện tình nghe buồn tới mức hài hước, thậm chí là lố bịch của tôi. Thôi nào, chàng thi sĩ khát tình, bỏ bộ mặt đưa đám đó đi, ta sẽ gọi cho mày một em. Nếu mày thích, em ấy cũng có thể mặc áo sơ mi tới với mày. Đã bảo không thiết mà lại. Tôi bắt đầu nổi cáo lên với nó. Lần này, nó khựng lại nhìn tôi chân chân. Đừng nói về tao là mày yêu rồi nhá. Ai? Tao á? Yêu? Tôi hỏi nó rủn rập hay là tôi đang hỏi chính lòng mình? Chứ nếu không thì là gì? Hay là mày bị dở nên mới thế? Mày biết thừa, từ năm tao 17 tuổi, chứng kiến cảnh mẹ tao ngoại tình với người đàn ông khác, tao đã không biết đến cái khái niệm tình yêu nữa cơ mà. Tôi cố bảo chữa, phủ nhận mọi điều để không phải nói thật cái cảm xúc đang diễn ra trong mình. Ừ, hy vọng là đúng thế, vì nếu không, mày sẽ khổ với tình yêu này đấy. Tôi không nói gì, lặng lặng đứng dậy ra về. Nó nhìn theo tôi, không níu lại, không gạ gẫm như mọi lần. Tôi giả bước thật nhanh, tôi muốn về nhà, thoát khỏi tiếng nhạc chát chúa nơi đây. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ, tôi thấy sợ màn đêm. Này! Nó gọi sợ giọng, tôi quay đầu nhìn lại, nó hất hàm về phía tôi. Mày yêu rồi đấy, tin đi. Nó không nói thêm câu nào nữa, là già sản nhảy và tiếp tục cuộc vui mà từ trước tới nay vẫn là thói quen của tôi và nó. Tôi quay lưng đi, sống mũi bỗng cay xè. Ừ đấy, tao yêu đấy, thì đã sao, tao khốn khổ vì cô ta đấy, tao bị cô ta vờn như một món đồ mà vẫn mê muội đấy. Tao đang đau vì cô ta đấy, thì sao, thì sao? Tôi như muốn hét lên, muốn gào thét cho thỏa nỗi lòng trong mình, nhưng có điều gì đó cứ chặn đứng nơi cổ họng. Tôi nằm vật ra giường, ngơ mắt lên nhìn bóng điện vàng trên sở nhà và mơ màng tưởng tượng về hình ảnh của nàng. Ngoài trời đổ mưa lớn, cơn mưa trái mùa, tôi cứ thế nằm và miên man với giấc mộng nàng ở cạnh tôi. Từ khóe mắt, một thứ gì ấm nóng cứ lan dài. Không, nhớ quyết đó không phải là nước mắt. Tiếng chuông cửa bấm hồi lâu làm tôi bừng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình khi thấy con số 1 giờ đêm. Là ai đến lúc này mà lại không hề điện thoại? Tôi sống một mình, căn phòng này ngoại trừ những cô gái tôi gọi đến khi có nhu cầu thì hầu như không có ai ghé thăm. Phải chăng đêm nay, một cô nàng nào đó bỗng nhiên nổi hứng nhớ tôi mà không cần tôi phải gọi. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn ra mở cửa,
đó là một sự khác thường mà. Là nàng, nàng đứng trước mặt tôi, cúi gằm xuống đất, người nàng ướt sũng, toàn thân nàng run lên vì lạnh. Phải rồi, ngoài trời mưa rất to, nàng đứng lặng mà không ngẩng lên nhìn tôi. Những lọn tóc còn ướt đẫm nước mưa nhỏ xuống gương mặt nàng những giọt lạnh tê tái. Sao thế này, tim tôi đau, đau lắm. Tôi không nói được lời nào. Trong vòng vài giây, tôi vội cầm tay kéo mạnh nàng vào phòng và đóng sầm cánh cửa. Tôi nhìn nàng, rồi như một bản năng, tôi kéo nàng tựa vào ngực tôi. Tôi ghì mạnh, siết chặt nàng trong vòng tay mình. Tôi ôm lấy nàng như ôm lấy một giấc mộng mà tôi đã mơ quá nhiều. Hình ảnh nàng nhỏ bé, run lên vì lạnh, khiến lòng tôi thắt lại, cuộn lên từng cơn đau nhói. Tôi cứ đứng ôm nàng như thế, tôi muốn nói, muốn thì thầm vào tai nàng. Xin em đừng đi. Nhưng rồi tôi không thể mở lời. Nàng bắt đầu khóc, nàng òa lên nức nở, đôi tay nàng siết chặt lấy người tôi. Nàng ôm lấy tôi giữa màn đêm và tiếng mưa xối xả ấy mà khóc. Nàng đang đau khổ, đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Tôi không biết nó là chuyện gì, tôi chỉ biết lúc này trong lòng tôi như có ai sát muối khi thấy nàng khóc. Khoảnh khắc ấy, tôi vứt bỏ mọi tủi hờn của những ngày nhớ nàng, những ngày tôi tưởng như mình phát điên nếu không còn được gặp lại nàng nữa. Tôi mê man, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi. Tôi khóc vì lẽ gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng nàng đang ôm lấy tôi, nàng cần tôi. Tôi lấy hết can đảm, đặt bờ môi mình lên vầng trán của nàng như một tình yêu. Nàng ngước mắt lên nhìn tôi, nàng khóc và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Hãy hôn em đi. Tôi bị xúc động mạnh, nó có phải là câu nói của tình yêu không? Tôi không biết vì tôi chưa yêu ai bao giờ. Tôi cú xuống, nâng gương mặt buồn của nàng lên. Tôi nhẹ nhàng hôn từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt nàng. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, nàng chờ đợi một nụ hôn. Gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp vì hồi hộp của mình, tôi tìm bờ môi su dày và đầy yêu thương của nàng. Tôi hôn nàng. Toàn thân tôi nóng ran, có cái gì đó dần dần chạy trong từng thớ thịt của tôi. Nụ hôn ngọt lịm, mãnh liệt và nó mang tới cho tôi một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn ôm nàng, lãng quên vũ trụ, lãng quên đất trời. Chỉ có giây phút này, chỉ có tôi và nàng đang hôn nhau. Tôi lần cởi từ chiếc cúc áo của nàng. Tôi vứt bỏ cái sơ mi ướt sũng trên người nàng, lặng nhìn nàng từ phía sau. Tôi thấy nhói đau, tôi khẽ đặt lên bờ vai nàng một nụ hôn. Sau đó, tôi mặc cho nàng chiếc áo sơ mi của tôi để nàng khỏi lạnh. Nàng ngồi ngắm mình trước gương. Còn tôi lau tóc cho nàng từ phía sau. Tôi làm nhẹ lắm, tôi sợ nàng đau. Đêm đó, nàng gối đầu vào vòng tay tôi, ôm chặt lấy tôi mà thiếp đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong căn phòng này, có một người con gái nằm trên giường của tôi chỉ để ngủ. Tôi giữ yên cánh tay mình để nàng ngon giấc. Một tay tôi ôm lấy nàng cho nàng khỏi giật mình. Tôi ngắm nhìn nàng suốt đêm. Tôi chỉ sợ nếu tôi nhắm mắt, nàng sẽ đi mất. Nàng rụ rụ đầu vào vòng tay tôi, cố ép gần hơn nữa vào tôi để lấy hơi ấm. Tôi khẽ gượng cười, ôm nàng thật chặt. Tôi ngắm nàng mê man và chưa bao giờ thấy hai từ hạnh phúc nó được lột tả rõ ràng như lúc này. Tôi đã tự nhủ với chính mình, lần này tôi không được ngủ, tôi sẽ đón nàng tỉnh dậy, sẽ là hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra. Thế mà tôi lại mơ, trong giấc mơ, nàng hôn tôi thêm một lần nữa. Tôi tỉnh dậy, như một phản xạ tôi thấy tim mình đau nhói khi biết mình đã ngủ. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái cảnh tượng bao lần nàng vẫn đối xử với tôi. Nàng không có ở trong vòng tay tôi nữa rồi. Nàng đi rồi ư? Tôi vùng vẫy, lao vào nhà tắm. Tôi gọi tên nàng khóc cài phòng. Tôi lao vào mọi ngóc ngách với hy vọng thấy nàng ở đó và quay lại nhìn tôi. Em đây. Nhưng không, nàng đã đi thật rồi. Tôi đau như vừa đánh mất đi một điều gì thiêng liêng nhất của đời mình. Tôi bần thần ngồi xuống ghế. Trên bàn, một mẩu giấy nhỏ được nàng để lại. Ngày mai, địa chỉ này, anh hãy đến nhé. Em chờ anh. Nàng để tôi lại với sự trống trải thêm một lần nữa. Thật may là lần này nàng cho tôi một hy vọng. Phải chăng nó là một cuộc hẹn hò? Tôi thấy gương mặt mình bừng đỏ khi nghĩ tới hai từ hẹn hò. Vì tôi biết như thế có nghĩa là nó đang mang dáng dấp của tình yêu. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ tới cuộc hẹn, vì rõ ràng nó tốt hơn nhiều so với những lần biến mất không dấu vết của nàng. Lượn đi lượn lại tủ quần áo, cuối cùng tôi chọn chiếc sơ mi trắng. Đột nhiên, tôi muốn khoác lên mình một sự tử tế. Ít ra là đủ tử tế để cảm thấy xứng khi đứng cạnh nàng.
Chưa bao giờ tôi thấy những bộ cánh hởm hố của mình lố bịch tới như vậy. Cái thứ tình cảm mơ hồ này cho tôi một sự xấu hổ để buộc tôi muốn thay đổi mình, điều mà tôi đã cố bảo thủ trong bao nhiêu năm qua. Lái xe tới điểm hẹn gặp nàng, lòng tôi lâng lâng đến lạ. Quãng đường không quá dài, nhưng tôi có cảm giác như nó là vô tận. Tôi nghĩ về đủ thứ trên cung đường ấy, tôi sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nàng, hoặc giả im lặng và gật đầu. Hay tôi chào một câu xã giao. Chào em, mọi thứ làm tôi bị bấn loạn. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh thế này. Những cuộc hẹn của tôi thường bắt đầu ở một khách sạn và kết thúc trên giường. Chúng tôi thường không phải quan tâm sẽ nói với nhau những gì, vì phần lớn những cuộc gặp gỡ đó tôi im lặng. Thoáng thấy cửa hàng bán hoa, tôi dừng lại. Tôi không có sự chuẩn bị trước cho điều này, chỉ là nó bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Chưa bao giờ tôi mua hoa, tôi có thói quen dùng tiền làm thứ để giao tiếp. Bởi vậy tôi có chút ngượng ngùng khi không biết phải chọn hoa gì cho nàng trong lần gặp gỡ đầu tiên này. Thế rồi cuối cùng tôi chọn hoa hồng. Cũng chẳng phải vì tôi có hàm ý gì, đơn giản là vì nó là loại hoa duy nhất mà tôi biết. Phải lại, tôi cũng thấy người ta hay tặng nhau loại hoa đó. Tôi quay đi với sự hân hoan trong lòng khi cô chủ quán gửi lời chúc. Bạn gái anh sẽ cảm động lắm đấy. Địa chỉ nơi nàng hẹn gặp tôi thật khác biệt. Nó là một con hẻm nhỏ, hơi khó tìm và có vẻ tồi tàn. Tôi đoán là nàng hẹn tôi đến căn nhà nơi nàng thuê. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được con ngõ đó. Và rồi tôi đã dùng mình ớn lạnh khi nghe thấy âm thanh đó. Từ trong tiềm thức của tôi, một nỗi sợ hãi kinh khủng òa ập đến. Âm thanh đó, thứ âm thanh kỳ sợn làm tôi tưởng tượng ra quá nhiều điều. Đó là tiếng kèn của một đám tang. Đôi tay tôi như ù đi, tôi nhắm chặt mắt, bịt tai mình lại. Không, chỉ là sự trùng hợp mà thôi, là ai đó quanh đây, chứ không phải là cái điều tồi tệ ấy. Tôi cố trấn tĩnh để cho mình dũng khí mà bước tiếp. Nhưng rồi tôi khựng lại, dòng địa chỉ đó và căn nhà nơi có đám tang, nó trùng khớp. Đôi chân tôi bủn rủn, tôi muốn ngã khuỵu. Tôi lấy bước chân mình đến trước cửa đám tang đó, đôi mắt bỗng cay xè và nhòa đi khi nhìn thấy di ảnh người quá cố. Tôi không còn nhìn nổi nữa, mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tôi chỉ biết đó là một người con gái còn quá trẻ. Tôi rời bỏ hoa xuống đất, đứng thất thần trước khung cảnh đó và không ngừng khóc. Có lẽ nào đây lại là câu chuyện của cuộc đời tôi. Câu chuyện bi kịch như trong những tiểu thuyết tình yêu mà tôi từng đọc. Nàng không thể nào bỏ đi như thế được. Nàng còn chưa cho tôi biết nàng là ai, còn chưa để tôi hiểu về thế giới của nàng. Phải tôi còn chưa nói được ba từ anh yêu em. Tôi khuỵu gối xuống. Trong giây lát, tôi có cảm giác tim mình vỡ ra làm trăm mảnh. Chưa bao giờ tôi đau đớn đến mức này. Từ phía sau lưng tôi, một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai. Anh sao vậy? Giọng nói này, thứ giọng nói ấm áp mà tôi đã từng nghe. Là nàng, đúng nàng rồi. Tôi quay đầu nhìn lại, với thế nàng đứng phía sau mình. Vẫn gương mặt đượm buồn đó, vẫn cái nhìn xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện đó. Tôi ôm chầm lấy nàng, tôi phải giữ nàng thật chặt. Cảm ơn trời, là em đây sao? Tôi cứ ngỡ em đã chết rồi chứ gì. Nàng nói lời đó bằng khuôn mặt xá hoảnh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi đã cũng không kịp nhận ra vòng tay hững hờ của nàng khi tôi ôm lấy nàng. Nó khác biệt hoàn toàn với sự run rẩy tối qua. Nhưng nó không kịp làm tôi suy tính điều gì hơn được nữa. Cái quan trọng là nàng đang hiện hữu trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt. Quan trọng là cái điều kinh khủng ấy đã không xảy ra. Nhưng tại sao em lại hẹn tôi tới nơi này, đám tang kia? Anh đừng hỏi gì cả, hãy vào thắp một nén nhang và về đi. Ngày mai em sẽ tới tìm anh. Không hiểu sao tôi làm mọi điều theo nàng như một con rối. Có cảm giác như được nhìn thấy nàng trước mặt đã là một thứ bùa ngải sai khiến tôi mất rồi. Tôi không hiểu sự tình nhưng tôi cứ thế làm theo. Tôi thấy gương mặt nàng vô hồn, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Tôi lặng lẽ tiến vào đám tang như một người bạn đến viếng thăm. Tôi thắp cho người qua cố một nén nhang. Có gì đó trỗi dậy trong tim tôi, một cảm giác đau nhói, một cảm giác như gặp lại cố nhân. Tôi ra về với ngổn ngang những nghĩ suy, nàng không cho tôi một lời giải thích, thậm chí một câu nói tạm biệt cũng không. Nàng chỉ nói rằng ngày mai nàng sẽ lại tìm tôi. Với tôi, điều đó đã là quá đủ rồi. Ngày mai, nhất định tôi sẽ hỏi tất cả những điều mà tôi còn thắc mắc. Và ngày mai, tôi sẽ nói với nàng một câu mà bao ngày qua chính tôi cũng không dám thừa nhận với lòng mình. Nàng hẹn tôi ở quán cà phê, đó là một quán cà phê vắng người, không gian vô cùng tĩnh lặng.
Lần đầu tiên tôi tới những nơi như thế này vì chỗ tôi thường lui tới là quán bar với tiếng nhạc, tiếng gào rú và cười đùa. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nơi này quen quen, giống như đã gặp đâu đó trong quá khứ. Tôi chờ nàng, 1 tiếng, 2 tiếng, 6 tiếng, lòng tôi như có lửa đốt khi nàng không đến, điện thoại cho nàng không được vì nàng tắt máy. Nàng vẫn vậy, không bao giờ nàng cho tôi cái quyền được biết nàng đang làm gì. Tôi vẫn chờ nàng, biết đâu đấy nàng đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Mà không, chính tôi cũng đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Tôi muốn xác định xem nàng là gì trong tim tôi, nàng có thể khiến tôi kiên nhẫn tới mức nào. Tôi hận nàng, cảm giác một chút cơn giận đó bằng một cái tát nếu tôi không gặp nàng lúc này. Nhưng tôi lại vẫn ngồi đó, ngồi như một kẻ đáng thương, tội nghiệp chờ đợi sự bố thí của một người coi mình như thứ đồ chơi. Khi cần thì gọi, khi không cần thì vứt bỏ. Tôi đã đi qua đủ thứ cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian chờ nàng. Và rồi tôi chỉ đứng dậy khi nhà hàng mời ra về vì họ phải đóng cửa. Tôi nhìn thành phố về đêm, những ánh đèn rọi vào đêm ánh sáng, trong lòng tôi bây giờ chỉ có một màu đen của tuyệt vọng. Bước chân ra khỏi quán sau một ngày chờ nàng, tôi nói với chính mình rằng tôi yêu nàng. Ừ đúng, tôi yêu nàng thật rồi. Tôi trở về căn phòng của mình, tôi muốn đổ gục xuống chiếc giường để nỗi đau trong tim bớt nhức nhối. Trước cửa phòng tôi, nàng đứng đó, khoảnh khắc ấy tôi muốn tiến đến để nhìn nàng đầy hàn học, để giơ tay tát vào má nàng cơn bức bối. Nhưng một lần nữa, tôi lại không làm được. Tôi chạy ảo tới, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Tôi cứ nắm chặt như thế mặc cho tay kia loay hoay mãi mới mở được cửa phòng. Đóng sổng cánh cửa, tôi không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Tôi ghì chặt nàng để hôn, cổ họng tôi nghẹn đắng, lòng tôi xót xa và nụ hôn thì mặn đắng. Tôi chưa từng biết cảm giác yêu lại đớn đau như vậy. Nàng đáp trả tôi bằng một nụ hôn nồng cháy, nhưng nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi. Trong tôi đủ thứ cảm xúc hỗn độn, yêu đến cuồng si, hận đến xương tủy. Tôi mặc kệ việc tất cả, tôi như con thú làm theo bản năng. Tôi vừa hôn nàng vừa cởi phăng chiếc áo trên người nàng xuống. Tôi bế phốc nàng lên giường, đặt nàng xuống và nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng. Tôi chán, nằm vật ra giường. Tôi biết nàng không sẵn sàng cho điều đó và tôi không muốn ép nàng. Nàng giống như một thứ gì thiêng liêng quá đỗi mà nhất cử, nhất động trong cảm xúc của nàng cũng đều khiến tôi lo sợ. Tôi choàng lại chiếc áo cho nàng rồi nằm đó, ngơ mắt lên nhìn ánh điện vàng của sân nhà. Đã có bao nhiêu người đàn bà trên chiếc giường này trong vòng tay anh? Tôi đưa mắt sang nhìn nàng. Em ghen đấy ư? Không. Nàng đáp lại tôi cộc lốc, không nhìn vào mặt tôi, sự lạnh lùng đó làm tôi khó chịu vô cùng. Nhiều. Tôi đáp trả bằng một giọng điệu đầy khiêu khích, tôi muốn nàng ghen. Nếu thế, tôi sẽ được an ủi phần nào trong một ngày dài chờ đợi nàng như hôm nay. Anh biết họ ngủ với anh vì điều gì không? Phần lớn là vì tiền, một số khác có thể chỉ đơn giản là họ thích, thế thôi. Có một điều là tôi không bắt ép bất cứ ai ngủ với mình, đều là họ tự nguyện. Nàng cười khẩy trước câu trả lời của tôi. Tự nguyện, kiểu như em à? Không hiểu sao nghe nàng nói câu đó, tim tôi đau nhói. Nàng không giống họ, không thể nào đánh đổi nàng với họ. Chỉ ít với tôi, nàng hoàn toàn khác. Vị trí của nàng trong lòng tôi làm sao giống họ cơ chứ? Tôi không phải là một thằng đàn ông tốt, nhưng tôi không phải một thằng hèn. Tôi không bao giờ nói dối, tôi làm gì tôi sẽ nhận. Vì thế em nên tin lời tôi. Tôi chưa từng bắt ép ai, mọi thứ đều là tự nguyện từ hai phía. Chừng nào thì anh sẽ dừng lại những cuộc phiêu lưu tình ái đó? Tôi ngồi phát dậy, tôi xích lại gần nàng hơn, khẽ cúi xuống vuốt lọn tóc vương trên gương mặt nàng. Khi em chấp nhận ở lại cuộc đời tôi, như thế có được không? Nàng không nói gì, khẽ gạt tay tôi ra và ngồi dậy. Người con gái đó đã yêu anh, yêu đến quên cả thân mình, nhưng anh chỉ coi tình yêu đó là trò đùa. Anh thỏa thê trên thân xác của cô ấy, anh vui đùa với tấm chân tình mà cô ấy dành cho anh. Ngay cả giọt máu cô ấy mang cho mình là của anh cũng không tin. Khoan đã, em đang nói về cô gái nào? Tôi không hiểu. Tôi bắt đầu bị bấn loạn bởi câu chuyện không đầu không cuối của nàng, nhưng tôi có cảm giác nó là một câu chuyện quá nặng nề và bi kịch. Cô gái trong đám tang hôm qua, người đã vĩnh viễn ra đi rồi. Cô ấy chết là vì anh đã phụ lại cô ấy, vì anh chỉ coi cô ấy như một món đồ giải khuây cho ham muốn của mình. Cô gái ấy quá ngây thơ, yếu đuối để gượng dậy được sau nỗi đau đó, và rồi cô ấy đã buông xuôi cuộc sống này. Gượng đã, đầu tôi đau như búa bổ,
Tôi cố lục tìm trong quá khứ một gương mặt quen thuộc mà theo như lời nàng nói là người từng yêu tôi. Có quá nhiều cô gái. Đúng vậy, có quá nhiều cuộc tình với tôi là chớp nhoáng, nên tôi không đủ sức để tin đó là thứ tình yêu chân thành. Có lẽ người mà cô ấy nhắc đến là một trong số họ. Tôi đã không tin hoặc không chịu tin tình cảm của người con gái đó là thật. Phải chăng sự phũ phàng của tôi đã làm cho cô gái trẻ ấy phải chết? Đó là chị gái tôi. Hơn một năm qua, chị ấy hôn mê sau khi tự tử không thành. Tôi đã cố gắng để cứu chị, nhưng quá muộn, chị ấy đã không còn cố gắng được thêm nữa. Với tôi, chị ấy đã từng là một niềm tự hào, nhưng giờ thì chị ấy không còn trên cõi đời này nữa. Tôi chết lặng nuốt lấy từng lời nàng nói. Vậy bấy lâu nay, thứ tình cảm nàng dành cho tôi chỉ là một nỗi hận thấu trời vì tôi đã làm cho người chị gái thân yêu của nàng phải chết. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, tôi đã có cảm giác như ngừng thở. Tôi đã mơ ước về cuộc tình này, lần đầu tiên trong đời tôi có ước vọng về tình yêu. Nhưng giờ đây tôi biết nó sẽ vĩnh viễn trở thành một nỗi đau trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng sống như một kẻ tàn nhẫn nhất. Những ám ảnh quá khứ đã khiến tôi lạc lối trong con đường tình. Tôi biết mình đã phạm sai lầm, nhưng giờ tôi sẽ sống khác. Tôi muốn yêu và được yêu thực sự. Xin em hãy tin tôi. Tôi phải đi rồi. Tôi chạy tới ôm thật chặt nàng từ phía sau. Hương thơm của tóc nàng còn làm tôi thêm khốn khổ. Tôi bật khóc. Xin em đừng đi. Tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội. Nàng gỡ bỏ dần từng ngón tay của tôi. Không phải lúc nào nhận ra lỗi lầm cũng đáng được thứ tha. Đừng đổ lỗi cho sự tổn thương nào đó khiến mình trở nên ác độc. Chúng ta không ai có quyền chuốc nỗi đau của mình lên cuộc đời người khác. Là tại anh cả thôi, không phải tại quá khứ nào đó như anh nói. Tôi cũng sẽ chỉ là một người đàn bà đi qua đời anh như biết bao người đàn bà khác. Anh sẽ nhớ về tôi như một cô gái lên giường với anh và mang tới cho anh cảm giác khoái lạc của tình dục mà thôi. Tôi nắm lấy tay em, chỉ cho em thấy điều khác biệt. Không, em ở đây, ở trong tim này, sẽ mãi là như vậy. Tôi đấm thủ thủ vào ngực mình để cho em thấy em đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong tôi. Nhưng em vẫn giật mạnh tay ra, em nhìn tôi cười thương hại. Nếu đúng như thế thì thật tốt, vì tôi đã thành công rồi. Lời này tôi đứng chết chân, nàng vừa đâm vào tim tôi trăm nghìn mũi dao khiến tôi muốn gục xuống. Nàng bước về phía cánh cửa. Tôi biết khi nàng bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ với nàng. Tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nàng được nữa. Khoan đã, tôi còn có thể được gặp em không? Nàng im lặng không trả lời, làm lòng tôi như lửa đốt. Lẽ nào em không có một chút tình cảm nào với tôi? Em lên giường với tôi chỉ để trả thù thôi sao? Tôi không bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu. Nàng mở cánh cửa và bước ra khỏi thế giới của tôi sau câu nói ấy. Tôi đã không có đủ dũng khí để giữ nàng lại. Có lẽ điều ấy là tốt hơn. Tôi cần phải sống khác đi và học cách tha thứ cho chính mình trước đã. Cuộc tình này tôi còn chưa thể nói với em ba từ anh yêu em. Nàng đã đi khỏi cuộc đời tôi như thế đấy. Nhưng với tôi, nàng vẫn nằm lại trong tim này. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.